Chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư trở lại với video nhận định cổ phiếu hàng ngày của em Thư. Đến hẹn lại lên thì em Thư lại ra một cái video để phân tích về một cổ phiếu. Và trong video này thì em Thư sẽ phân tích về một cổ phiếu GETS. Anh chị phải theo dõi video có thể là cho em Thư xin một nút like cũng như là mình đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Ichimoku Chính Phát ạ. Và anh chị mình cũng đừng quên là thả những cái quả tim màu tím mình dưới phần bình luận video để tăng cái độ tương tác cho video ngày hôm nay anh chị nhé. Ok, cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Và anh chị mình có những cái mã cổ phiếu mình quan tâm thắc mắc cần em Thư hỗ trợ giải đáp thì có thể là comment bên dưới phần bình luận, em Thư sẽ hỗ trợ giải đáp cho quý anh chị. Còn bây giờ để không làm mất thời gian của quý anh chị nữa thì em Thư xin phép được đi vào cái nội dung phân tích ngày hôm nay. Thì đầu tiên mình sẽ nhìn về khung tháng anh chị ha, về cũng nhìn dài hạn đi. Hiện tại thì trạng thái của GET nó vẫn đang tích lũy cho một cái xu hướng tăng thôi anh chị, và đường giá thì vẫn đang nằm trên các mốc hỗ trợ và chưa có vi phạm gì, nên là những anh chị nào mà mình muốn tham gia, xin lỗi anh chị, những anh chị nào mà mình đã tham gia trước đó rồi, mình đang nắm giữ vị thế dài hạn rồi thì vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ được anh chị nhé. Vẫn tiếp tục nắm giữ được và kỳ vọng là nó có thể là lên được cái vùng giá 29.8. 29.8, khi mà nó lên được cái vùng giá này thì mình nên chủ động mình chia ra, mình cơ cấu dần anh chị nhé. Chia ra mình chốt dần, sau đó khi mình chờ nó vượt cản thì mình sẽ cover lại. Nếu như mà nó vượt cản và nó rung rung rũ, nó test lại cái vùng hỗ trợ 29.8 thì mình sẽ cover lại. Còn hiện tại thì em Thư chưa thấy nó vi phạm gì nên là mình vẫn nắm giữ được đó chị nhé. Còn về điểm mua mới thì hiện tại nếu như mà guess của mình nó có điều chỉnh mạnh về đâu đó quanh 21.5 thì đây là một cái vùng giá thích hợp và lý tưởng để cho anh chị mình tham gia vào, để mà mình tham gia dài hạn anh chị nhé, dài hạn cũng như là về trung hạn. Còn nếu như mà nó vi phạm luôn cái vùng giá 16.8 thì cái đấy mình sẽ cơ cấu luôn anh chị nhé. Stop loss, đây là cái điểm stop loss nếu như mà mình nắm giữ dài hạn. Về khung tuần thì em Thư thấy được là nó vẫn đang trong một xu hướng tăng đó chị, với cái trạng thái hiện tại là hai hai kiếm đang hợp bích, nên là Thư đánh giá cái cường độ tăng của nó vẫn còn. Nếu như mà nó có dòng tiền vào thì khả năng là nó tăng rất là mạnh, có thể là phá luôn cái vùng cản ngắn hạn của nó quanh 25.5 anh chị ha. Hiện tại thì nó đang cần thời gian để mà nó xử lý quanh cái vùng cản, vùng đỉnh cũ của nó là quanh 25.5, nên là những anh chị nào đang nắm giữ vị thế dài hạn cũng như là ngắn hạn thì mình cứ chịu khó nắm giữ thôi. Về khung tuần thì em Thư cũng thấy là nó chưa có vi phạm gì, nó vẫn đang nằm trên các mốc hỗ trợ và được hỗ trợ tốt bởi MACD nè, nên là anh chị nào đang nắm giữ trung hạn thì vẫn có thể là tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng là nó sẽ có thể là lên được các cái vùng giá 29.8 thậm chí là 30.7 cho anh chị mình luôn. Nên là anh chị nào đang nắm giữ rồi thì cứ yên tâm nắm giữ thôi, còn mà mình muốn tham gia mua mới thì có thể là cân nhắc quanh 23.5 anh chị nhé, 23.5 đến 24, trong cái khoảng giá này thì mình có thể là cân nhắc tham gia. Và đâu đó thì trong cái khoảng thời gian sắp tới em Thư đánh giá là guess của mình nó vẫn còn rủi ro anh chị nhá, vẫn còn rủi ro gặp áp lực điều chỉnh. Thì nếu như mình nó có vi phạm quanh cái vùng 23.5 á thì khả năng mà nó điều chỉnh sâu là vẫn có anh chị nhá, tại vì bên đây là một cái EMA tương đối mỏng nè, nên là trong thời gian tới vài tuần nữa thì nếu như mà guess của mình nó có vi phạm cái vùng 25.3 thì khi đấy mình chia ra mình chủ động mình cơ cấu dần anh chị ha, tại vì cái rủi ro để mà nó điều chỉnh sâu là vẫn có. Nên khi mà mình tham gia mua mới thì mình cũng cần cẩn trọng chuẩn bị cho mình một cái vùng giá để mà mình stop loss. Còn mà về nắm giữ thì vẫn nắm giữ được và kỳ vọng là lên được cái vùng giá 29.8 thậm chí là 30.7 cho anh chị mình. Về ngắn hạn thì hiện tại là trong khung daily guess của mình nó đang điều chỉnh về cái vùng mà anh chị có thể là cân nhắc giải ngân được nè, cân nhắc tham gia được nè, quanh vùng giá 24 23.5 anh chị ha. Vùng mua đẹp nhất là vẫn là 23.5, nhưng mà nó không về được thì mình có thể là cân nhắc tham gia lấy vị thế quanh vùng 24. Hiện tại thì mã này em thấy là trong cái khoảng thời gian vừa rồi nó tích lũy cho cái vùng biên và nó xác nhận một cái nến tăng cái ngày 22 tháng 3 nè. Thì hiện tại là nó đang tích lũy cái nền giá thứ hai và hôm nay nó có cái phiên rung lắc điều chỉnh, thì nếu như mà có rung lắc điều chỉnh vào quanh 24 thậm chí là 23.5 thì cũng là cái cơ hội để cho chị mình tham gia mua thêm thôi, nếu như mà chị mình có nhu cầu mình tham gia ngắn hạn nha chị nhé. Về khu mắt một thì em thấy nó đang được hỗ trợ tốt bởi hai cái vùng hỗ trợ giao bên dưới, nên là mã này mình muốn tham gia ngắn hạn lướt lát thì vẫn có thể là tham gia được anh chị nhé, vẫn có thể là tham gia được nếu như mà nó lên được quanh 26 25.8 đến 26.5 á, thì nếu mà mình nắm giữ vị thế ngắn hạn thì mình khi mà nó lên đáy mình nên chủ động mình cơ cấu để mà mình bảo toàn phần vốn ha. Còn về trung hạn thì mình cứ bỏ qua những cái nhịp rung lắc điều chỉnh ngắn hạn thôi, mình cứ tiếp tục nắm giữ và kỳ vọng nó lên được 29.6 29.8 cho quý anh chị. Về cung H1 thì em thấy nó vẫn có cơ hội để bật tăng anh chị nhé. Bên đây là một cái EMA tương đối mỏng nè, nên là kỳ vọng nó có thể là bật tăng tốt anh chị. Hiện tại thì gas của mình cũng chưa có vấn đề gì,
và đang về cái chiến lược mua hỗ trợ, nên là anh chị nào có quan tâm thì có thể là tham khảo anh chị nhé. Thì đây là góc nhìn của em Thư đối với mà cổ phiếu Guest. Rất cảm ơn quý chị mình đã theo dõi hết video của em Thư ngày hôm nay. Chúc anh chị mình sẽ có một cái buổi tối thật là vui vẻ. Và nếu như mà anh chị mình thích cái cách tư vấn của em Thư thì có thể là về với đội của em bằng cách là mở một cái tài khoản chứng khoán mới TSSI với mã giới thiệu là Y55014. Và anh chị nào mà mình đã là khách hàng của SSI rồi mà mình chưa có người đồng hành thì có thể là chuyển ID về ID 2606 anh chị nhé. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Tạm biệt và hẹn gặp lại.